Chào các bạn, hôm nay mình sẽ rửa da. Trước khi rửa rau là con phải rửa sạch cái chậu đi chứ nhở? Rửa sạch trong lòng chậu đi xong mới bắt đầu là xả nước. Xả bao giờ đủ nước thì mình rửa. Không biết đâu. Chị chào gì? Thế ai? Làm cái gì ăn cũng phải sạch sẽ. Tất cả cái gì phải sạch sẽ, không được bẩn gì. Rồi con gà đằng sau đi. Có mua cái mì không? Quên ông dặn mua cái đinh mì nhãi hết rồi ruột. Đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Nè. Đủ, cảm thấy đủ nước rồi bây giờ mới rửa nhá, nghe chưa? Tay bóp nhẹ nhẹ thôi. Như cái rau khác thì rửa còn phải xem cái lá, nhưng cái rau này mình lấy tay bóp nhẹ nhẹ thôi, đừng bóp mạnh. Ở đâu ấy, gì vậy? Làm cái gì ấy? Cái gì ấy? Nghe mẹ dặn không? Không biết rồi. Nhớ nhá. Cái keo tay này nó hơi rớt. Mình rửa nó phải rửa, mình đừng có bóp mạnh rồi nó rớt rãi. Ôi cái gì ấy? Này là gà. Lại làm gà. Có thịt à, có thức ăn rồi mà. Tôm, hôm qua mua tôm này. Tôm, tôm mà mua. Đây ạ. Bây giờ lưới lớp thứ hai. Mua, mua chả mua thôi. Này, mình chưa làm kinh cái gì mình kinh. Ừ. Thật đấy. Đây là... đâu ấy? Vãn vai vào đây. Ừ. Không thể sao à? Để hòa hòa hộ cốc nước đường ấy. Cái tao chưa sao? Đang thử theo đi. Ai biết được? Hai tay là che nào không có chạm rồi. Gớm, tay tao không phải tay đầm bà. Cả tay đầm bà, cái tay đầm bà nhiều. Tay đầm bà, ảo một con trẻ công. Mà tay đầm ông nó còn dài hơn cả tay đầm bà nha. Tùy tay từng người. Nghe gì vậy? Tay tay đâu có dài đâu cho. Ở tùy tay người từng người, không phải là cứ đàn ông là dài hơn đàn bà. Nghe gì? Nhưng mà lúc con đo anh là vẫn dài hơn con. Và là vẫn là cái tay đâu dẻo hơn tay mày không? Anh đầm tay con anh... này có dẻo không? Đàn đàn à, tay con gái bao giờ cũng dẻo hơn tay con trai, mềm hơn tay con trai. Sao mềm hơn tay con dẻo không? Tay con mềm mềm hơn tay anh là chắc. Quẩy con gà ra. Mà mày quẩy gì cãi cho tao. Anh là con trai bao giờ tay cũng không được mềm bằng con gái được. Ôi ôi nó nặng. Nặng lắm nè. Sắc mái cũng được. Yeah. Mua gà định làm cái món gì? Gà chiên xù. Chịu. Rồi sau ít nhất nó sau lần là chơi đấy nước tay vẫn sẽ như thế này. Bây giờ rớt nó hết rớt rồi thôi. Cái rau đây này nó phải nó có rớt nên ra mình chỉ có thể ấy. Sợ rớt thì thôi. Trước khi nấu cái gì là phải rửa sạch vung mới lùi đi nghe chưa? Vâng. Trong bên ngoài. Con phải khi rửa sạch sẽ thì mình mới cho vào lấu nghe chưa? Vâng. Đây là con thật cái máy còn 10 cái bình này.
Và clip mình đến đây kết thúc nha. Hẹn các bạn các clip sau. Bye bye.